Xin chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay là mình đi cao ong và vẽ đó mọi người. Đây. Cồ cồ nha mọi người. Bắt một dọc cồ cồ cái là sao lại. Đây, cao ong đang ăn đây. Để mình xem ong nó qua về tổ rồi là mình theo. Theo đến nơi bắt. Thường là gấp buổi sáng với là buổi chiều tối là rồi ong đó ăn mồi thôi mồi đó mọi người ơi. Đó, ba rồi người thấy ong không? Rồi rồi bác cô rắc cô rồi rất rất rồi 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 thấy hướng nào nghe mọi người, mọi người theo chân mình đi tìm đi tìm một ao nghe mọi người. Trời hôm nay trời sắp mưa rồi, không biết bác của ao này có kịp không. Thấy ba hướng nè, ba hướng rất theo. Để mình lại hướng ngay chỗ ngoan nó ba về thử tìm có rõ không mọi người nha. Quãng đường cũng hơi xa đó mọi người. Mình định hướng cái xu chỗ rất mình nhắm đó mình đi lại nha mọi người. Đây, mình quên rồi. Mình lại thử đúng không? Rất có cái tên kia kêu. Cái kêu trộm. Cái tên xoa đây nha mọi người. Cái này, cái đây này. Đến gần đến khu ổ rồi nha mọi người. Thấy ông có ba về rồi. Đây tuần rừng. Người ta trồng keo không có rừng giòn nha mọi người. Gần khu vực nhỏ đó. Coi như mình thấy con ong đó. Nó rất xuống chỗ ổ rồi đây. Mình vùng tờ. À rồi rồi. Để coi thấy ổ đâu nha mọi người. Đây đây đây. Đây. Ông non ba lên đó. Mọi người thấy ba lên không? Để mình quay cho mọi người trắng. Ông non ba lên ba xuống. Ông đầu mùa đây là ổ ong còn nhỏ lắm nha. Này này nè. Ong nó cũng ít. Tổ ong, nó ong ba đây đó mọi người thấy không? Tổ ong đâu mọi người này, lồm xót với cỏ luôn, rậm lắm, chắc không thấy được đâu, nguy hiểm đó mọi người nghe, nó ba đây nó động nó ba đây đó, nguy hiểm quá. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người yêu quý cho mình một like và đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Thôi, mình để mình
lấy cái bộ đồ vô bác luôn đó mọi người. Trời sắp mưa rồi, mình tranh thủ nha mọi người. Thôi cảm ơn mọi người nha.